đào xuống dốc rất cao. Không nằm chờ như bữa trưa nè. Trên đây là ngang khỏa xuất. Các bạn thấy là đoạn đường dốc rất là cao. Chiếc xe đang từ từ chậm rãi bò xuống dốc. Vậy là chiếc xe keo đã bốc đầy xe. Hiện tại các tài xế đang gom, đang cầm cây lại. Khoảng vài phút nữa chiếc xe sẽ bắt đầu xuống núi và chở keo về nhà máy ở khu công nghiệp Dung Quốc, Quảng Ngãi. Bác tài xế đã cầm xong rồi các bạn. Lát nữa chiếc xe sẽ xuống một đoạn đường dốc rất cao nha các bạn. Cao lắm. Không những cao mà còn dài nữa. Nó xuống tận dưới đầu kia. Do đây này núi cao nên là có nước từ trong khe nó chảy ra các bạn. Bạn nghe tiếng nước chảy róc rách không? Đây đang qua cận cảnh các bạn thấy tiếng suối và thấy nước chảy nè. Đó. Ở dốc này rất cao và sỏi đá rất nhiều. Các bạn thấy nè, phía trên là đồi núi, phía dưới là vực sâu, rất hiểm trở nha các bạn. Đây là cây keo đây. Đây chính là cây keo mà chúng ta đang khai thác. Để các bạn, như hiện tại mình thấy quan sát thì cái rừng keo này khoảng được 3 năm rồi. Thì có thể qua năm 2019, mùa hè 2019 hoặc là mùa mưa 2019 là có thể thu hoạch được. Ở đây người dân chủ yếu trồng cây keo là chính. Và khoảng 4 năm là có thể thu hoạch được rồi. Đó, các bạn thấy ở đây là bạt ngàn cây keo. Chiếc xe bắt đầu xuống dốc.
rớt dốc, xe chạy trao đảo rồi. Bánh xe nó phải quấn dây xích này. Đó. Chỉ quấn dây xích thì mới chạy được đường rừng các bạn. Để nó tránh bị trơn, Oh. Cái xe vừa bị nghiêng các bạn ơi. Bác sĩ phanh gấp quá. Bánh xe dường như nó không chạy mà nó trượt trên đường luôn. Quá ghê, quá nguy hiểm. Bạn thấy ghê, đường đối xả không? Đói đá và sỏi. Đường này không có đất. Mình sẽ tiếp tục đi phía sau để quay cho các bạn xem cận cảnh con xe xuống dốc. Thì cái đoạn đường rừng này đâu tầm chưa tới một cây số các bạn. Nhưng mà bắt tài rất là vất vả. Đoạn đường rừng nên là chiếc xe đi rất chậm. Bây giờ con xe này sẽ xuống dốc và lội qua một cái suối, rồi lên một con dốc nhỏ nữa là ra được đường chính rồi. Khi ra tới đường chính thì bác tài xế sẽ tha hồ mà chạy. Và thực tế là những chiếc xe này ở ngoài đường chính chạy rất nhanh các bạn. Còn đoạn dốc khá cao nên chiếc xe chạy rất là chậm. Các bạn nghe tiếng ì rồi. Tiếng ì của xe. Chiếc xe sẽ xuống cái đoạn dốc tương đối cao trước khi xuống cái con suối nhỏ. Bạn thấy chiếc xe nó nghiêng. Nó nghiêng như tháp nghiêng ở Ý vậy.
là sâu bạn, cái hố rất sâu này bánh xe bị nghiêng. Khi xe xuống núi rồi, bác tài xế sẽ tháo xích khỏi bánh xe. Từ đây là bắt đầu chạy đường nhựa đó. Đây là cái tời của xe này. Cần kính sợi dây xích bánh xe đó bạn. Như bạn thấy, đây là chiếc xe làm ăn của người dân miền núi ở đây. Người dân miền núi còn đời sống còn nhiều khó khăn nên chỉ có chiếc xe cà tàng này làm phương tiện di chuyển chính đây các bạn. Chiếc xe rất cà tàng. Chiếc xe keo bò lên khỏi đoạn dốc này nữa là sẽ ra tới đường chính rồi các bạn. Với số lượng keo chất đầy trên xe thì khoảng là 18 tấn keo. 3 gông. 18 tấn keo. Số keo này sẽ được chuyển đến nhà máy ở khu công nghiệp Dung Quốc, thành phố Quảng Ngãi. Thì bán với giá khoảng 1.000 đồng một ký các bạn. 18 tấn được khoảng 18 triệu. Rồi, chiếc xe đã ra tới đường chính. Chính là đường bê tông.
đường bê tông rất nhỏ các bạn. Quá ghê. Bánh xe ôm sát vào trong bờ bạc luôn. Chúng ta cùng nhìn lại đoạn đường mà chiếc xe đã đi qua. Đồi núi trùng trùng điệp điệp. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.